Anh chị và các bạn thân mến, trong cái video phát hành ngày hôm qua có cái tựa đề là bí quyết giúp tìm ra cổ phiếu đẻ ra vàng nhờ thói quen cà phê sáng và nghĩ về cái điều này, thì chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em và các bạn về việc là mỗi buổi sáng chúng ta uống cà phê thì chúng ta suy nghĩ về cái câu chuyện là kinh tế trong thời gian sắp tới thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ diễn ra làm sao. Và cũng nhờ vào đó thì chúng ta có thể tìm ra được một cái ngành nào đó nó phù hợp, nó có thể là tiêu điểm của kinh tế trong thời gian tới và có thể đem lại được cái lợi ích cho quý anh chị em và các bạn trong việc là phát hiện ra một cái ngành nghề mà nó thực sự là tốt để chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cái nghiên cứu về đầu tư. Thì chúng tôi nhận được rất nhiều các câu trả lời của quý anh chị em và các bạn. Ví dụ như có bạn là Lê Hoàng Phú thì trả lời là em chọn ngành dược có ổn không? Thì thưa với bạn Lê Hoàng Phú là cái ngành dược thì luôn được ưu tiên bởi vì đây là cái ngành mà nó khá là ổn định, kể cả trong cái điều kiện kinh tế khó khăn cũng như là điều kiện gọi là kinh tế tăng trưởng mạnh, và nó tính ổn định rất là cao. Mặc dù vậy thì giai đoạn vừa qua thì ai cũng rất nhiều người nghĩ về cái điều này, nên là dẫn đến là người ta đã đưa cái giá cổ phiếu, một số cổ phiếu đầu ngành của ngành dược, trong đó có đại diện là Dược Hậu Giang, Domico, rồi là Imic Farm. Đó là ba cổ phiếu trên thị trường. Tất nhiên là ở bên ngoài nền kinh tế thì cũng có rất nhiều những cái cổ phiếu khác nữa, chứ không phải là không. Rất nhiều những cái doanh nghiệp, những cái cổ phiếu khác mà chúng ta được biết thì gọi là nó chưa lên sàn. Do đó nên chúng ta cũng không có thể chọn để mà đầu tư được. Thì trên thị trường thì chỉ có ba cái cổ phiếu, đó là Dược Hậu Giang, Dược Domico và Dược Imic Farm, và một số cái công ty dược nhỏ hơn nữa. Thì đầu ngành là Dược Hậu Giang, thì ngành dược là rất là được ưu tiên, và chúng ta có thể quan sát nếu như giá cổ phiếu ngành dược mà giảm sâu hơn nữa thì chúng ta cũng có thể là cần phải phân tích chuyên sâu. Và chúng tôi cho rằng là ngành dược luôn được là trả lời cái bạn Hoàng Phú là được ưu tiên. Có một bạn Chí Tài Vlog thì bạn nói rằng là năm 2019 em thấy nền kinh tế mình có nhiều tiến triển mạnh về xuất khẩu, em nghĩ là ngành may mặc, kinh doanh bán lẻ và ngành hàng không sẽ tăng trưởng mạnh. Rất nhiều ngành, thực sự là rất nhiều ngành, quan trọng là ngành nào là ngành trọng tâm. Và bán lẻ thì thực sự là cũng là một cái ưu tiên rất là cao, ví dụ như là bán lẻ về hàng hóa tiêu dùng và sữa, bia, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Thì trong đó thì chúng tôi có để ý tới những cái doanh nghiệp như là Masan, như là Vinamilk, bia Sabico, bia Hà Nội, và một số cái doanh nghiệp buôn bán gọi là ô tô, điện máy, ví dụ như Thế Giới Di Động, điện thoại thì Thế Giới Di Động, điện máy xanh, và một số cái ngành nghề khác thì bạn có thể quan tâm và tìm hiểu thêm. Thì đây cũng là một trong những ngành được ưu tiên, và đặc biệt là được ưu tiên trong cái thời điểm mà kinh tế có thể khó. Vì vậy thì nếu mà chúng tôi đang đặt ra cái câu hỏi là suy nghĩ đó là sau khủng hoảng thì là ngành nào cơ? Sau khủng hoảng tức là sau những đợt suy giảm mạnh này thì ngành nào sẽ phục hồi mạnh nhất? Có hai bạn chọn ngành dược, bạn Phạm Duy thì mình cũng chọn ngành dược. Ngành dược phẩm tiêu dùng, vì trong giai đoạn nào cũng phải ăn uống. Mình chọn ngành dược và ngành thực phẩm tiêu dùng. Rồi, ok. Thì đây cũng là một trong những cái ưu tiên. Chúng tôi thấy là anh chị và các bạn đồng thuận, đồng tình với quan điểm là chọn ngành dược. Ngành bán lẻ cũng được bạn quan trường rất đồng tình, là cái câu chuyện vừa nói rồi. Em muốn hỏi về cái nhóm cổ phiếu nắm giữ dài hạn. Thực ra thì chúng tôi đang hướng dẫn với anh chị em và các bạn là cách tìm, cách gọi là cho anh chị và các bạn chia sẻ với anh chị và các bạn là cái cần câu để câu cá, chứ chúng tôi không muốn là áp đặt cho anh chị em và các bạn là cái đưa cho anh chị em và các bạn cái cổ phiếu hay doanh nghiệp nào. Chúng ta cùng suy nghĩ, cà phê buổi sáng chia sẻ chém gió thì cũng được, nhưng mà nói chung là chúng ta nên suy nghĩ và tính toán xem là nó đúng như thế nào và cái nào nó sẽ là cái điểm mấu chốt của kinh tế sắp tới, thì sẽ theo đồng hành với Tự Doanh. Đăng ký kênh, chúng tôi sẽ ra những video cực kỳ hữu ích trong thời gian sắp tới. Anh chị và các bạn đón chờ, thì chúng ta sẽ có những cái ngành. Sau khi tổng hợp thì chúng ta sẽ phân tích từng ngành một, từng cổ phiếu đầu ngành để chúng ta tìm ra xem. Ngoài cái chuyện chúng ta dự cảm thì chúng ta phải lấy cái số liệu trả về từ thị trường cũng như là các số liệu về hoạt động kinh doanh,
xem trong lúc khó thì ông nào ông vẫn hoạt động kinh doanh tốt. Thì đó là ngành, đó là ngành gọi là nó trả lại cho tín hiệu thị trường, chúng ta thấy được là nó vẫn tốt, nó vẫn tích cực. Và những cái gì mà tốt và rất tốt, thậm chí là tốt thường xuyên, tốt nhiều năm, thì đó thực sự đó là những doanh nghiệp chúng ta cần phải lưu tâm. Vẫn là câu chuyện của những cái gọi là những cái doanh nghiệp nó đã trường tồn 10 đến 15 năm thì đó thực sự là những cái tốt. Các bạn thì chọn ngành điện nước, đây là một trong những cái ngành mà thực sự là với những người mà không ưa rủi ro thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt. Bạn Trọng Phan thì chọn vào ngành điện và ngành nước. Ngành này thì cái tốc độ tăng giá của cổ phiếu nó không cao, do đó đến khi mà thị trường có điều chỉnh hay là gọi là có điều chỉnh bất thường thì nó cũng không điều chỉnh nhiều. Đó là cái sự ổn định về giá cổ phiếu. Ngoài ra thì ngành này là một trong những cái ngành mà có lợi nhuận ổn định và có cổ tức rất là đều đặn. Đây cũng là những cái ngành mà anh chị và các bạn quan tâm, đặc biệt là ngành điện. Điện thì có thủy điện, nhiệt điện, và ngành nước thì nó có chủ yếu là các doanh nghiệp cung cấp nước sạch và những cái doanh nghiệp mà gọi là hoạt động trong cái lĩnh vực gọi là cung cấp các cái thiết bị của cái ngành nước. Có một số bạn thì chọn cổ phiếu cụ thể thì chúng tôi không ưa cái vấn tức là không ưu tiên cái câu chuyện đưa ra một cái cổ phiếu cụ thể. Chúng ta tìm ngành ngành dệt may thì nó cũng giống như ngành điện nước, dệt may thì nó cũng là ưu tiên số 1, bởi vì là cái ngành dệt may thì đặc điểm là nó cũng khá là tích cực, và nó hiện tại thì nó đang được một số cái hưởng lợi nhất định. Ở đây cũng là một trong những cái ngành tiêu dùng bán phần, tức là nó là cái tiêu dùng thông dụng thường xuyên. Tất nhiên thì cũng nếu mà thực sự mà có khủng hoảng thì cái việc mà mặc ăn phải được ưu tiên trước, thì sau đó mới đến mặc, tức là cái ngành ăn uống, dịch vụ liên quan đến đồ ăn thức uống lại và dược phẩm, những cái thứ mà gọi là hàng hóa thiết yếu không thể thiếu thì nó được ưu tiên trước, sau đó thì mới đến ăn may mặc. Và cũng một số anh chị em và các bạn thì chọn là ngành vận tải, thì vận tải cũng là một trong những cái thứ rất là thiết yếu. Dù thế nào đi chăng nữa thì vận tải vẫn phải đi lại, các vấn đề đi lại nó có thể giảm sút một chút nhưng mà nó vẫn phải duy trì. Giờ đây ví dụ như là vận tải hành khách Bắc Nam thì dù như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn phát triển rất là tốt, và việc đi lại giữa các cái vùng miền với nhau trong những cái dịp lễ, dịp Tết thực sự là không hề thay đổi. Và cái vận chuyển giao thương của một cái đất nước dài hình chữ S của chúng ta thì nó sẽ được duy trì rất là tốt. Đặc biệt là anh chị và các bạn có thể đi rõ hơn với ngành, ví dụ như ngành hàng không, ngành dịch vụ hàng không và một số cái ngành liên quan tới gọi là ô tô, vận tải hành khách bằng đường bộ và vận tải hành khách bằng đường thủy. Đây cũng là một số những cái ngành rất là tốt. Thì video tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ và trao đổi với quý anh chị em và các bạn là khi mà chúng ta đã nhìn nhận như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu đi vào một cái câu chuyện, đó là chúng ta sẽ chọn cái ngành đó, cái ngành của chúng ta đã lựa chọn, tức là đã cảm thấy ngành đó là ok rồi thì chúng ta phải lên sàn để tìm xem là trên sàn chứng khoán thì có cái ngành đó và cổ phiếu là những ngành gì. Thì có một cái trang web mà họ đã phân loại cái ngành cho chúng ta, đó là trang cổ phiếu 68.vn. Chúng ta vào cái phần nhóm ngành thì chúng ta sẽ được phân loại ra rất là nhiều ngành. Ở đây thì họ đã phân loại cho chúng ta khoảng đâu đó 25 ngành, gồm có là ngành bất động sản, ngành cao su, ngành chứng khoán, công nghệ viễn thông, dịch vụ du lịch, dịch vụ công ích, dược phẩm y tế và hóa chất, ngành giáo dục, ngành hàng không, khoáng sản, năng lượng, điện và khí, rồi ngành ngân hàng, bảo hiểm, ngành thép, nhóm ngành dầu khí, nhựa, bao bì, ngành phân bón, ngành sản xuất kinh doanh, ngành thực phẩm, ngành thương mại, ngành thủy sản, vận tải, cảng và taxi, ngành vật liệu xây dựng, ngành xây dựng, ngành, các cái ngành liên quan đến đầu tư phát triển và ngành đầu tư xây dựng. Đó là một số cái gợi ý anh chị em và các bạn có thể kích vào từng ngành một thì nó sẽ ra những cái cổ phiếu trong ngành. Ở đây thì trang này nó thống kê rất là chi tiết về cái EPS của ngành, PE của ngành, xuất sinh lợi của ngành, cũng như là cái giá trung bình của các cổ phiếu trong ngành, các chỉ số như là P/B, beta, tổng khối lượng các cổ phiếu trong ngành và rất nhiều vấn đề khác mà trang này có thể tham khảo. Và sau đó chúng ta sẽ lọc, bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái bước thứ 2 là đi vào cái ngành chúng ta đã chọn, mà đã được tìm hiểu và đánh giá là và phải giải thích được những cái lý do mà cái ngành chúng ta được chọn như nào, thì tại sao, và
chúng ta sẽ bắt đầu đi nghiên cứu chi tiết vào cái ngành đó để tìm ra những cái cổ phiếu đầu ngành. Trong video của những video tiếp theo thì chúng tôi sẽ đi làm thí điểm từng cái ngành một và phân tích một cái cổ phiếu đầu ngành. Và cũng từ đó thì chúng ta sẽ biết được rằng là trên thị trường chứng khoán thì đầu, tôi gọi là những cái doanh nghiệp đứng đầu trong cái lĩnh vực, cái ngành nghề đó là cổ phiếu nào. Chúng tôi sẽ đi từng thứ một. Chúng tôi không áp đặt là cổ phiếu ngành nào là nó sẽ là trọng điểm. Thì anh chị và các bạn cũng theo cái hướng dẫn như vậy thì chúng ta chủ động trong cái câu chuyện tìm ngành. Tuy vậy thì chúng tôi sẽ phân tích từng ngành, từng ngành, từng ngành. Ví dụ như bất động sản, chúng tôi sẽ lấy thí điểm ra một hoặc hai cổ phiếu để chúng tôi chia sẻ và phân tích để xem cái tín hiệu trả về của thị trường. Xem là trong vòng 3 đến 5 năm trở lại đây thì cái doanh thu lợi nhuận và các hoạt động của doanh nghiệp thế nào, dự báo sắp tới làm sao. Hoặc là ví dụ như ngành chứng khoán thì công ty nào được gọi là đầu ngành, thì có những cái phân tích, những cái chia sẻ như thế thì chúng ta sẽ dễ nhìn nhận hơn vấn đề và đi đến một cái kết luận tốt hơn. Và chúng ta cũng cùng nhau để gọi là giống như những video trước đó chúng tôi nói là chúng ta đợt là thời gian này là thời gian là thời điểm vàng để chúng ta có thể phân tích, có thể nghiên cứu để tìm kiếm một cái doanh nghiệp, cái điểm đến để chúng ta có thể đầu tư dài hạn. Thì để trả lời được các cái câu hỏi của anh chị và cho cái danh mục cái cổ phiếu là đầu tư dài hạn thì chúng ta cũng phải cùng nhau làm thôi, cùng nhau phân tích thôi, cùng nhau tìm kiếm và không áp đặt là theo cái kiểu là chúng ta lên sàn bốc đại 10 cổ phiếu sau đấy đưa cho anh chị vào đấy 10 cổ phiếu đầu tư dài hạn đấy. Không phải, chúng ta phải làm, chúng ta phải phân tích. Và mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ khác nhau thì nó sẽ cho ra một cái nhóm cổ phiếu khác nhau mà nó phù hợp với anh chị em và các bạn hơn. Đúng không ạ? Rồi, video thì kết thúc tại đây. Anh chị và các bạn thì vẫn luôn luôn nhớ là hãy ủng hộ nhóm mà bằng những ủng hộ để chúng tôi có động lực ra video tốt hơn bằng like, chia sẻ những video từ cộng đồng, như là đặc biệt là đừng quên là đăng ký kênh để cập nhật những video mới hữu ích mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Và mỗi buổi sáng như thế này thì chúng tôi cà phê sẽ có thể nói chuyện và chia sẻ với anh chị em và các bạn được nhiều hơn, dành nhiều tâm huyết cho cái câu chuyện chia sẻ cho anh chị em và các bạn về kiến thức tài chính, chứng khoán, quản trị tài chính, quản trị rủi ro và rất rất nhiều những vấn đề, những chủ đề chúng tôi có ý định sẽ làm trong thời gian sắp tới. Xin chào.